cho cái là hàm Fx nè, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm y bằng f bình x cộng 3 thuộc từ đoạn 02 y bằng f bình x cộng 3. Thì nhớ cách làm tạo hàm đi, 2 nhân Fx nhân f(x) là đã hàm ra mấy? Ra không đúng không? Sau đó cho nó bằng không. Bằng không thì tương ứng thằng này bằng không, thằng này bằng không. Có kịp bước đó chưa? Cố gắng làm mấy cái dạng bài này để được 8 9 điểm. Chốt. Fx bằng 0 chính là cái đường thẳng Ox á. Tại x bằng mấy nè? 1 nè, 2 nè, 3 nè, thấy chưa? X1 lớn hơn mấy? Lớn hơn 0, nhỏ hơn. Xin lỗi. Lớn hơn trừ 1, nhỏ hơn 0. Là cái chỗ này nè. Có phải lớn hơn trừ 1 không? Nhỏ hơn 0 không? Tương tự thằng này và thằng này mình cũng có. X2 lớn hơn 0, nhỏ hơn 1. X3 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Chốt chỗ này chưa? Sau đó F và X bằng 0. F và X bằng 0 chính là những cái chỗ cực đại, cực tiểu á. Thấy chưa? Chiếu xuống dùm cho loại OX đi. Là X bằng 0 và X bằng 2. X4 bằng 0, X5 bằng 2. Mà mình chỉ xét X thuộc từ đoạn 0 đến 2 ra đúng không? Thì thằng này loại nè. Đúng chưa? Thằng này loại luôn nè. Tại vì lớn hơn 2. Vậy còn thằng này và thằng này. Bắt đầu nhìn ngay chỗ X2 lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 nha. Lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 chiếu lên trục OID y bằng mấy? Y bằng mấy? Trời ơi, chiếu gì mà còn không chiếu vô OID đi. Không. Tiếp. X bằng 0 đâu? X bằng 0 nè, chiếu lên OID đi, nhiêu? 1. Tiếp. X bằng 2 nè. X bằng 2 thì y bằng mấy? X bằng 2 nè, y bằng trừ 3. Kịp chỗ đó chưa? Sau đó dựa vào đó mình tính được y f bình x cộng cộng 3. Chỗ nào có x, chỗ nào có f x thay bằng 0 vô. Vậy mình sẽ có y 1 bằng, xin lỗi đây đang đi x2 thì đây y 2 đi. Thế 0 vô ra 3. Tiếp. Đây là y mấy? Y 4, thế 1 vô 4. Tiếp. Y 5, thế trừ 3 vô 0. Thế trừ 3 bình phương nữa mà nghĩa 10. 12. Vậy thằng dựa vào 3 thằng này, thằng nào mát, thằng nào miên? Y 5 mát. Mát là nhiêu? Mát là 10. 12. Còn miên? Có kẹp chưa?